Chiều 16 tháng 9, tại thành phố Giang Nghĩa, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Đắk Nông phối hợp với Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cao Nguyên Mưa Nông, Khách sạn Robin, tổ chức chương trình đối thoại farm trip du lịch Đắk Nông điểm đến. Tham gia chương trình có hơn 50 đơn vị là chủ các cơ sở kinh doanh, sản xuất du lịch nông nghiệp, các đơn vị lữ hành và các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Tại chương trình, bốn bên gồm chính quyền tỉnh Đắk Nông, chủ các cơ sở kinh doanh, sản xuất du lịch nông nghiệp địa phương các đơn vị lữ hành, các nhà đầu tư có cơ hội trao đổi sâu nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của Đắk Nông. Cũng trong khuôn khổ chương trình, trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, các đơn vị đã tham gia chuỗi các hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch bao gồm tham quan, trải nghiệm các địa điểm du lịch ở Đắk Nông như Vườn Quốc gia Tà Đùng huyện Đắk Hờ Long, Thiên viện Trúc Lâm Đạo Nguyên huyện Đắk Song, các mô hình kinh doanh du lịch nông nghiệp, homestay.